Đầu tiên xin mời đại biểu Nguyễn Bình Minh, đại biểu của tổ đại biểu số 9 sẽ phát biểu. Mời đại biểu Nguyễn Minh. Đề nghị các đồng chí micro ạ. Kính thưa chủ tọa kỳ họp, kính thưa các vị đại biểu. Trước tiên thì tôi hoàn toàn nhất trí với báo cáo tổng hợp thảo luận mà Chánh văn phòng đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã trình bày trước kỳ họp và được đồng chí tổ trưởng tổ đại biểu số 9 phân công tham gia thảo luận, thì tôi xin phép có ý kiến ở hai nội dung. Thứ nhất là về giáo dục và thứ hai là về hệ thống giao thông thông minh. Kính thưa các vị đại biểu, hiện nay nếu như mà nhắc đến giáo dục thì khi nghe đến hai chữ thí điểm hoặc là hai chữ đề án thì đại biểu và cử tri là cảm thấy lo lắng, nếu như không nói quá rằng là cảm thấy sợ. Bởi vì vừa qua thì chúng ta có rất nhiều những cái đề án và những cái thí điểm về giáo dục, ví dụ như là VNN, như là dạy tiếng Anh 4 tiết trên tuần, như là việc thí điểm thuê chuyên gia, giáo viên tiếng Anh người nước ngoài tham gia tư vấn, hỗ trợ trong giảng dạy ở các trường phổ thông, hoặc là đề án dạy tiếng Anh ở Côn Đảo. Có những đề án cho đến giờ chúng ta thấy là đã có những cái sự gặp khó khăn và thậm chí có những đề án là chúng ta đã thất bại. Và như vậy là chúng ta đặt ra một vấn đề ở đây, đó là cái khâu dự báo của chúng ta có vấn đề. Bởi vì cái nguyên nhân để đưa ra thì có rất nhiều những nguyên nhân. Đó là nguyên nhân về kinh phí, đó là nguyên nhân về cơ sở vật chất, đó là nguyên nhân về nguồn nhân lực, đó thậm chí còn là cả những nguyên nhân về mặt tâm lý. Đó là tâm lý của đội ngũ và kể cả tâm lý của cử tri, tâm lý của phụ huynh và kể cả tâm lý của học sinh. Và như vậy thì chúng ta nhận thấy rằng là khi mà xác định cái mục tiêu của bất cứ một cái nội dung nào thì chúng ta cũng cần phải có cái sự phù hợp, cân nhắc giữa mục tiêu và cái nguồn lực. Và xung quanh cái ý kiến kiến nghị của cử tri huyện Côn Đảo, đó là cử tri Côn Đảo đề nghị Sở Giáo dục có giải pháp thực hiện đề án dạy tiếng Anh ở Côn Đảo hiệu quả. Thì thông qua cái báo cáo trả lời ý kiến kiến nghị của cử tri của Sở Giáo dục, thì ở trong đó thì Sở Giáo dục cũng đã nhắc đến, đó là có đưa ra hai cái phương án, và một trong hai phương án đó là bỏ cái đề án dạy tiếng Anh ở Côn Đảo đi. Và như vậy thì theo đại biểu thì trả lời như vậy thì chưa thực sự là trách nhiệm ở đây. Bởi vì là cái tâm tư nguyện vọng của cử tri Côn Đảo vẫn muốn tiếp tục thực hiện đề án này, nhưng mà cần phải có những giải pháp thực hiện hiệu quả hơn, có sức lan tỏa hơn, thực hiện hiệu quả hơn. Và như vậy thì thông qua đó thì đại biểu rất là mong muốn ngành giáo dục và đứng đầu đó là đồng chí lãnh đạo Sở Giáo dục, Giám đốc Sở Giáo dục sẽ quan tâm đến vấn đề này. Tôi thiết nghĩ rằng là mặc dù là ở cái buổi hoàng hôn rồi, nhưng nếu như ở cái buổi hoàng hôn mà chúng ta tạo ra được một cái khung cảnh hoàng hôn đẹp, thơ mộng, tuyệt vời thì điều đó cũng hết sức là đáng ghi nhận. Và tôi nghĩ rằng là ngành giáo dục cũng cần phải quan tâm xây dựng môi trường văn hóa tại các trường. Vụ việc trường mầm non Phú Mỹ là một thực trạng đau lòng, cần vào cuộc thẳng thắn và khách quan xử lý dứt điểm vụ việc này. Và vấn đề đặt ra ở đây đó là ở trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu thì có còn một cái trường nào khác hay là một số trường nào khác mà có cái tình trạng tương tự như là trường mầm non Phú Mỹ hay không mà chưa bị lộ hoặc là chưa bị phát hiện hay không? Đó là vấn đề thứ nhất tôi tham gia về giáo dục. Vấn đề thứ hai đó là tôi quan tâm đến đề án hệ thống giao thông thông minh. Thì tôi quan tâm đến hệ thống giao thông thông minh vì hai lý do. Thứ nhất là vì đề án này hết sức cần thiết, bởi vì nó giải quyết được nhiều bài toán, đó là bài toán về ùn tắc, bài toán về giải quyết những cái sự cố khi mà xảy ra trên đường vân vân. Và cái lý do thứ hai nữa tôi quan tâm bởi vì là muốn có được hệ thống giao thông thông minh thì chúng ta cần phải đầu tư một cái nguồn vốn rất là lớn. Tức là theo đề án thì là 134 tỷ cho từ nay đến năm 2022 với hai giai đoạn. Và kính thưa các đại biểu, là theo cái định nghĩa phổ biến nhất hiện nay thì hệ thống giao thông thông minh đó là những cái ứng dụng công nghệ thông tin và điện tử viễn thông vào trong giao thông đường bộ nhằm mục đích là cung cấp các dịch vụ mới vào trong giao thông vận tải và quản lý giao thông, cho phép các phương tiện tham gia giao thông sẽ nhận được nhiều thông tin hơn, an toàn hơn, thông minh hơn khi mà sử dụng các cái hạ tầng cũ. Và như vậy thì chúng ta sẽ đặt ra vấn đề là kết quả, mục tiêu của chúng ta hướng tới khi mà thực hiện đề án giao thông thông minh này, đó là khi mà người dân tham gia vào trên các cái tuyến đường có trang bị hệ thống giao thông thông minh thì họ phải cảm thấy được rằng họ nhận được nhiều thông tin hơn, họ cảm thấy an toàn hơn,
và họ cảm thấy là mình thông minh hơn và smart hơn thì mới thực hiện được cái mục tiêu. Tôi muốn nói ở đây là chúng ta cần phải tránh quan điểm là trang bị các phương tiện hiện đại trên các hệ thống, bằng các hệ thống giao thông thông minh trên các tuyến đường chỉ để nhằm phục vụ là có được các cái cơ sở về mặt chứng cứ pháp lý để chúng ta có thể là dễ dàng phạt dân hơn, hoặc là dễ dàng là phạt một cách triệt để hơn để có thể thu hồi được cái nguồn vốn nhanh hơn. Và chính bởi vì như vậy thì tôi nhận thấy rằng cần phải hết sức kỹ lưỡng trong việc lựa chọn các phương tiện, tối ưu hóa, và chúng ta cần phải nghiên cứu các đề tài trong và ngoài nước về việc ứng dụng hệ thống giao thông thông minh. Và tôi lấy ví dụ như là Bộ Giao thông Vận tải thì có rất nhiều các cái đề tài nghiên cứu về ứng dụng giao thông thông minh trên hệ thống đường ở Việt Nam. Lựa chọn trang thiết bị hiện đại nhưng cần phải đồng bộ, thích ứng, tương thích để vận hành được một cách trơn tru. Và chúng ta cần phải làm sao để cho người dân cảm thấy rằng là bỏ ra 134 tỷ cho 4 năm chúng ta cảm thấy hoàn toàn là xứng đáng. Đó là hai nội dung mà tôi muốn tham gia thảo luận trong buổi thảo luận ngày hôm nay. Xin cảm ơn chủ tọa và xin cảm ơn quý vị đại biểu đã lắng nghe. Xin hết ý kiến. Cảm ơn đại biểu Nguyễn Minh. Sau đây xin mời riêng đối với ý kiến của đại biểu Nguyễn Bình Minh, đề nghị đồng chí giám đốc Sở Giáo dục sẽ trao đổi thêm, và đồng chí lãnh đạo của Sở Thông tin Truyền thông các đồng chí sẽ trao đổi thêm hai vấn đề này. Tiếp theo chương trình tôi xin mời đồng chí Trần Thị Thu Huyền là đại biểu của Hội đồng Nhân dân số 3 sẽ có ý kiến. Không có ý kiến. Rồi. Nếu không có thì xin mời đại biểu Huỳnh Văn Hồng có ý kiến thảo luận. Anh Hồng có tham gia thảo luận không ạ? Dạ. Theo đề nghị của chủ tọa kỳ họp, tôi xin tham gia phát biểu thêm một ý nữa về vấn đề môi trường sống trong xã hội. Hiện nay chúng tôi đang hoạt động tổ đại biểu trên địa bàn của Quỹ Đất Đỏ nói chung, và trách nhiệm hoạt động của ban cũng có, và thảo luận tổ của chúng tôi cũng có thảo luận xoay quanh ý kiến về môi trường sống trong xã hội hiện nay. Nhất là vấn đề ô nhiễm môi trường trong cuộc sống của nông thôn, nhất là việc chăn nuôi trên địa bàn nông thôn hiện nay. Mặc dù chúng ta đã biết là rất nhiều cơ sở, 46 cơ sở là thuộc thẩm quyền của Sở Tài nguyên Môi trường quản lý, và trách nhiệm còn lại thì của cấp huyện và cấp xã. Thì tất cả các cái môi trường nông thôn hiện nay trên cái việc chăn nuôi heo, chăn nuôi gà vịt hiện nay phải nói là nó cũng ảnh hưởng rất là nhiều. Chúng tôi cho rằng cái sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh đối với vấn đề này thì cũng đã nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần, nhiều kỳ họp. Nhưng mà cái trách nhiệm quản lý địa bàn của tất cả địa bàn nông thôn thì chúng ta phải nói là chúng ta chưa có bắt tay mạnh vào cái việc thực hiện cái bảo vệ môi trường chung. Cái người chăn nuôi thì phải nói cũng có một số thì người ta cũng thực hiện tốt việc bảo vệ môi trường, tuy nhiên đa phần thì người ta cũng chưa thực hiện tốt, nhưng mà chưa được kiểm tra, nhắc nhở và xử lý. Gần đây thì chúng ta cũng được hội nghị nghe là chuẩn bị ban hành cái luật bảo vệ môi trường, luật chăn nuôi, thì chúng ta sẽ thấy rõ cái trách nhiệm của các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương nhiều hơn. Và chúng tôi hy vọng rằng từ đây đến khi mà luật có hiệu lực thì chúng ta cũng phải thể hiện cái trách nhiệm tốt nhất trong việc bảo vệ môi trường, vấn đề chăn nuôi trên địa bàn của nông thôn. Vấn đề thứ hai nữa, trong cái môi trường nữa là vấn đề rác thải trong nông thôn. Sáng nay một đại biểu cũng đã có thảo luận, thì chúng tôi thấy rằng, chúng tôi đi khảo sát làm việc nhiều nơi thì thấy rằng tất cả các tuyến đường, nhất là ở nông thôn hiện nay thì phải nói là rác thải xả dọc theo các cái dọc theo các lộ thì cũng còn rất là nhiều. Trường hợp từng nhà thì có đăng ký gom rác, nhưng mà cái chung thì gần như là rác thải xả bừa bãi thì lúc đó không ai gom. Chỉ riêng các cái tuyến đường mà mang tính đô thị thì có các đội công nhân người ta quét dọn, nhưng mà nông thôn thì nó vẫn còn tồn tại. Chúng tôi cho rằng đây là một trong những cái hình ảnh, mặc dù nó không gây cái ảnh hưởng gì môi trường người sức khỏe nhiều, nhưng mà cái hình ảnh của một cái đơn vị của một tỉnh nó cũng có cái điều kiện kinh tế phát triển, xã hội phát triển, mà chúng ta để như vậy thì cái thẩm mỹ nó cũng không tốt. Chúng tôi cho rằng đây là một trong những cái mà phải nên có một sự phát động trong toàn dân, và trách nhiệm của chính quyền địa phương, của cơ sở nói chung, để chúng ta ra tay để chúng ta giữ gìn cái môi trường nó trong lành, trong sạch
nó sạch đẹp hơn. Và một cái vấn đề còn cái ảnh hưởng về môi trường nữa là cái tiếng ồn hiện nay trong cộng đồng cuộc sống. Chúng ta thấy rằng cái loa thùng Trung Quốc hiện nay hầu như là trên địa bàn của toàn tỉnh chúng ta có rất nhiều trong cộng đồng dân cư. Và có những gia đình thì thiếu ý thức, họ mang ra sử dụng và nói rằng vô tội vạ, không bảo đảm đến cái giờ nghỉ ngơi cho chùm xóm. Thậm chí là lố giờ giấc và tiếng ồn thì rất là lớn. Gần đây chúng tôi cũng biết rằng cũng có những quy định để mà xử lý vấn đề cái độ ồn và cái thời gian. Kể cả các quy ước của khu dân cư cũng có, tuy nhiên là việc chấp hành của họ thì cũng không ai nhắc nhở. Nên đây là một vấn đề, cũng thông qua cái dự họp này chúng tôi cũng đặt vấn đề đề nghị là cấp các chính quyền địa phương và ngành quản lý cũng nên có cái trách nhiệm cao hơn để chúng ta giữ gìn cái môi trường sống trong xã hội nó thật trong lành và nó văn minh. Cuối cùng xin cảm ơn hội nghị, cảm ơn chủ tọa kỳ họp. Qua ý kiến của đồng chí Huỳnh Văn Hồng á, về việc cái môi trường sống ở nông thôn, trong đó có tình trạng chăn nuôi gia súc, gia cầm, rồi vấn đề thu gom rác thải ở ngay tới trên địa bàn của nông thôn hiện nay. Đồng chí Hồng, cái số liệu mà cho đến giờ phút này mà chúng ta thu gom rác thải trên địa bàn nông thôn là rất là thấp. Có những huyện hiện nay cái lường xe mà cái thu gom rác chủ yếu tập trung ở một số các thị trấn, còn lại trong nông thôn thì thường là không thu gom. Thậm chí những xã nông thôn mới thì phải nói rằng chúng tôi đi khảo sát, đi dọc tất cả các đường thì phải nói bà con cũng ném rác ra. Ở nhà mình thì rất là sạch nhưng mà đem rác ra đường ném thì cái điều này nó cũng có. Rồi tiếng ồn do việc tổ chức tất cả những cái việc hiếu hỉ vào ban đêm, nhiều lúc kéo hơn tới 10 giờ, 11 giờ, 12 giờ, rồi do cái loa di động kéo đi vân vân. Thì những cái vấn đề này tôi nghĩ rằng cái vai trò trách nhiệm của các đồng chí quản lý ở dưới tất cả các địa phương rất quan trọng. Vì vậy cho nên chút xíu nữa tôi xin phép sẽ mời một số tất cả các đồng chí là chủ tịch huyện, các huyện sẽ trao đổi thêm về vấn đề này. Làm thế nào để khắc phục vấn đề này và trách nhiệm của các huyện sẽ thực hiện vấn đề này ở đâu. Tiếp theo xin mời đại biểu Nguyễn Văn Hòa, đại biểu của tổ đại biểu số 3 sẽ phát biểu. Xin mời đại biểu Hòa. Kính thưa chủ tọa kỳ họp, kính thưa quý đại biểu về dự kỳ họp, thì tôi xin phát biểu hai ý xung quanh cái vấn đề mà an toàn thực phẩm và cái vấn đề môi trường. Thì trước khi đi vào chi tiết thì tôi cũng xin có vài lời về công tác an toàn thực phẩm. Thì thời gian qua thì với vai trò đại biểu thì tôi cũng ghi nhận là cái nỗ lực của Ủy ban dân tỉnh cũng như nỗ lực của các sở ngành, đặc biệt là nỗ lực của Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn và Sở Y tế. Tuy nhiên rằng tôi vẫn chưa an tâm về cái vấn đề an toàn môi trường, an toàn thực phẩm cũng như vấn đề môi trường. Cho nên tôi xin nêu một vài ý này. Theo cái báo cáo 120 của Ủy ban nhân dân tỉnh thì trong đó là báo cáo kết quả 2 năm thực hiện cái công tác về môi trường, thực hiện cái chỉ thị số 13 của Thủ tướng thì trong đó có kết luận là sau 2 năm thực hiện thì cái nhìn chung các thông số mà cấm trong thực phẩm đã giảm dần. Thì nghe rất khả quan nhưng mà tôi thì tôi không đồng ý với cái nhận định này. Thì tôi sử nêu một vài ví dụ để chúng ta cùng cân nhắc và có thể là chúng ta xem xét chúng ta làm tốt hơn trong thời gian tới. Ví dụ như trong cái vấn đề mà nhiễm kháng sinh đó, kháng sinh thủy sản á, thì cái chỉ tiêu mà enrobrosacin á, thì theo cái báo cáo 6 tháng đầu năm của năm 2018 á, thì chúng ta nhiễm tỷ lệ nhiễm là 43%. Tỷ lệ này quá cao. Theo tôi là tỷ lệ này quá cao. Thì có nghĩa là nếu người dân trong tỉnh ta đó sử dụng 2 kg tôm thì có nghĩa là chúng ta gần 1 kg nhiễm enrobrosacin là quá mức cho phép. Nếu nói cách khác á, thì 2 con tôm thì nó có 1 con tôm nhiễm enrobrosacin quá mức cho phép. Cho nên là tỷ lệ này nó rất lớn. Các người dân của các nước phát triển thì người ta không cho phép cái enrobrosacin. Người ta không cho dân ta sử dụng có chất enrobrosacin này. Mà nếu cái enrobrosacin này mà có trên thủy sản mà nó cũng gây cực kỳ khó khăn cho những doanh nghiệp mà chế biến thủy sản. Nó thực trạng như thế.
Cho nên là chúng ta đi ra đây chúng thấy là chúng ta bước tới đâu, làm được những việc gì trong vấn đề an toàn thực phẩm. Một cái thông số thứ hai nữa là cái chỉ tiêu natri, natri benzoat mà lấy trên cái chả giò mà bán ở cả các tiệm bánh mì ở trên địa bàn tỉnh đó. Thì tổng số mẫu chúng ta lấy là 90 mẫu, mà số mẫu chúng ta phát hiện là 70 mẫu. Tỷ lệ này là tương đương với 77%. Tỷ lệ này quá lớn. Thì mà bánh mì trên địa bàn tỉnh đó, thì con em chúng ta ở trên tỉnh hầu hết là số đông học sinh đó, thường ăn bánh mì vào buổi sáng. Mà cái tuổi này rất nhạy cảm về cái chất ô nhiễm, cái chất độc này. Cho nên tỷ lệ này chúng ta không thể an tâm được. Cho nên trong thời gian tới chúng ta phải quyết liệt làm vấn đề này. Một cái chỉ tiêu thứ ba nữa mà tôi muốn nêu ra đây đó, là cái vấn đề mà rau á, cái vấn đề mà dư lượng các thuốc bảo vệ, thuốc trừ sâu á, trên rau quả đó. Thì như chúng ta biết á, trong nông nghiệp á, nếu mà nuôi mà trồng rau á, thì chỉ có trồng rau trong nhà lưới á, thì cái vấn đề sự giảm mới vấn đề giảm cái sử dụng các chất bảo vệ thực vật, cái chất mà thuốc trừ sâu. Còn nếu trồng ở cái môi trường mở á, thì như chúng ta đi ngay xuống ở chỗ Tân Hải cho thấy ngay 5 đến 7 ngày là người dân phải xịt thuốc trừ sâu. Nếu mà không xịt thì có nghĩa là 4 5 ngày sau thì nó sẽ rụi ngay. Cho nên dân luôn luôn phải làm điều đó. Mà có một thực trạng là chúng ta thử xem đó. Hiện nay là trước khi mà tiểu thương đến cắt cái luống rau đó thì họ lại cung cấp cho dân một cái loại thuốc gì đó khi người ta xịt. Mà người dân không biết là xịt cái gì. Trong khi đó theo báo cáo 6 tháng đầu năm 2018 thì số mẫu lấy trên rau có 5 mẫu thôi. Thì làm sao chúng ta đánh giá được cái lượng dư lượng chất trừ sâu trong rau quả một cách chính xác được. Đấy cho nên là đề nghị sắp tới là chúng ta phải có những cái vấn đề đó nó sát sườn hơn để đánh giá cái vấn đề này chính xác hơn. Vấn đề thứ hai nữa là tôi muốn nêu đó là cái vấn đề môi trường. Tôi là ở trong đại tổ đại biểu số 3 thì tiếp xúc cử tri ở phường 12 rất nhiều năm. Và trong đó có đồng chí Trần Đình Khoa đây cũng biết. Dân ở phường 12 họ bức xúc cái vấn đề ô nhiễm môi trường ở khu vực sông Cửa Lấp và khu vực cầu Cỏ Mây. Mà rất nhiều kỳ và họ bức xúc điều này, nhưng mà đến rất kỳ tiếp xúc gần đây thì cũng không giải quyết được. Đặc biệt là vấn đề ô nhiễm của ô nhiễm môi trường khu vực cầu Cỏ Mây mà ảnh hưởng tới cái nhà mầm non, nhà trẻ mầm non cầu Cỏ Mây. Đấy. Cho nên là đặc biệt là tỉnh ta là một tỉnh phát triển mạnh về du lịch cũng như phục vụ tắm biển. Cho nên cái vấn đề này cần là phải thực hiện một cách gọi là mạnh hơn để cho cái vấn đề mà trong sạch môi trường biển nó tốt càng ngày tốt đẹp hơn. Đó là những điểm nóng. Thì tôi xin có hai ý đóng góp như vậy và xin hết. Và cuối cùng thì chúc cho chủ tọa kỳ họp, chúc cho quý đại biểu dự kỳ họp sức khỏe và thành công. Chúc cho đại hội thành công tốt đẹp. Xin hết. Cảm ơn đại biểu Nguyễn Văn Hòa. Về công tác vệ sinh an toàn thực phẩm thì trong năm 2018 tất cả các sở ban ngành của chúng ta rất nỗ lực rất là nhiều. Chúng ta đi kiểm tra, chúng ta trang bị tất cả những cái phòng test để mà chúng ta kiểm tra an toàn thực phẩm ở tất cả các chợ. Theo số liệu thống kê thì chúng ta đã kiểm tra và phát hiện ra 737 cơ sở có các vi phạm về an toàn vệ sinh thực phẩm. Tuy nhiên chúng ta chỉ xử lý có 68 cơ sở thôi. Thì có thể 68 cơ sở này thì vi phạm hết sức nghiêm trọng. Tuy nhiên tôi cũng nghĩ rằng cái việc mà chúng ta cần có những cái biện pháp răn đe một cái cách nó nghiêm khắc hơn, quyết liệt hơn để cho tất cả mọi người kinh doanh thực phẩm phục vụ cho người dân người ta có ý thức hơn và đảm bảo cuộc sống với cái sức khỏe cộng đồng hơn thì tôi nghĩ rằng là như vậy. Vì vậy cho nên ở chỗ anh Hòa có đề xuất vấn đề này về môi trường, cái ô nhiễm môi trường khu vực sông Cửa Lấp và cầu Cỏ Mây. Ở trong kế hoạch 64 của Ủy ban dân tỉnh về việc xử lý 10 cái điểm nóng môi trường, trong đó cái điểm nóng này. Bây giờ chúng ta đặt ra một câu hỏi là liệu chúng ta dời cái trường mầm non đó đi hay là dời tất cả các cơ sở ô nhiễm đi? Bởi tại vì chúng ta đã làm rất nhiều biện pháp, Sở Tài nguyên Môi trường đã kiểm tra, đã yêu cầu xử lý
hàng loạt tất cả những cái biện pháp chúng ta đề xuất ra. Nhưng mà tất cả các em ở tất cả các trường đó, công suất của trường đó là hơn 200 cháu. Đến giờ phút này chúng ta còn vọn vẹn 50% công suất thôi. Và thậm chí tất cả các bố mẹ cũng không yên tâm nữa, bởi tất cả các em bị viêm mũi và viêm họng. Bây giờ chúng ta đặt vấn đề hoặc là dời trường mầm non đó đi, hai là chúng ta di dời tất cả cơ sở đi. Thì cái này, cái bài toán này đặt ra đối với chúng ta sẽ tính toán như thế nào đấy để đảm bảo cái đời sống của khu dân cư đối với tất cả những cái vùng ở ngay cái cầu Cỏ Mây. Sau đây tôi xin phép được mời các đồng chí lãnh đạo các sở ngành sẽ tham gia. Đầu tiên mời Sở Tài nguyên Môi trường. Các đồng chí sẽ phát biểu và nói rõ thêm ý kiến hồi sáng của đồng chí Chỉnh về ô nhiễm môi trường ở thị xã Phú Mỹ, ở bãi rác Tóc Tiên, về việc xả khói bụi ở nhà máy thép. Những cái vấn đề liên quan tới cái kế hoạch xử lý tất cả các điểm nóng ô nhiễm môi trường của tỉnh và những cái vấn đề môi trường nông thôn, thì đề nghị tất cả các đề nghị Sở Tài nguyên Môi trường các đồng chí quan tâm trả lời vấn đề này. Xin lỗi, không phải trả lời mà sẽ trao đổi thêm vấn đề này. Xin mời đồng chí. Kính thưa các đồng chí chủ tọa kỳ họp, kính thưa quý vị đại biểu Hội đồng Nhân dân, kính thưa toàn thể các đồng chí tham dự. Trước hết xin báo cáo về liên quan đến chỗ bãi rác Tóc Tiên. Khi khu bãi rác 100 hecta Tóc Tiên này thì có 14 cái dự án, trong đó có 11 dự án đã hoạt động, thì gồm có 6 nhà máy xử lý chất thải nguy hại, 2 nhà máy tái chế chất thải công nghiệp thông thường, 1 nhà máy xử lý chất thải hầm cầu, 1 khu chôn lấp rác thải sinh hoạt công nghiệp thông thường của công ty Capet và 1 khu xử lý bùn nạo vét cống rãnh thoát nước. Thì cái phản ánh của các cử tri liên quan đến vấn đề là hệ thống xử lý nước thải tập trung, rồi khu Capet đang quá tải, rồi tập trung nhiều nhà máy vào trong này là phát sinh cái khí thải công nghiệp, thì đây là một cái thực tế mà đang diễn ra, và là cái phản ánh này là đúng. Thì trong cái thời gian qua thì Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chỉ đạo Sở Tài nguyên Môi trường đã tham mưu là ban hành cái kế hoạch 64, rồi trong đó có cái ngăn ngừa cái ô nhiễm của cái bãi rác 100 hecta Tóc Tiên này. Tỉnh ủy, Ủy ban tỉnh cũng đã làm việc với Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường. Tổng cục Môi trường thì cũng hứa sẽ vào để khảo sát, đánh giá lại toàn diện và sẽ có ý kiến để giúp cho tỉnh tiến hành là cấu trúc lại, quy hoạch lại khu vực này, cũng như là các cái vấn đề có liên quan, vấn đề hiệu quả và ảnh hưởng của nó đến vấn đề môi trường. Thì hiện nay thì Tổng cục Môi trường cũng chưa có thực hiện cái việc này được. Thứ hai là tỉnh cũng đã triển khai là cho công ty Quý Tiến là đầu tư cái hệ thống xử lý nước thải tập trung thu gom, thì mới vừa rồi ngày 7 tháng 11 vừa rồi thì mới có quyết định phê duyệt cái chủ trương đầu tư cho cái này, thì cái này cũng đang bắt đầu làm. Rồi trong quá trình mà quản lý về vấn đề môi trường ở cái khu vực này thì Sở Tài nguyên Môi trường cũng đã yêu cầu các cái nhà máy phát sinh khí thải công nghiệp, phát sinh nước thải phải đầu tư cái hệ thống quan trắc tự động và truyền số liệu về trung tâm. Rồi là cũng đã kiểm tra và xử phạt cái công ty Capet là 682 triệu và yêu cầu họ khắc phục các cái ô nhiễm, các cái vấn đề ô nhiễm. Rồi cũng đã phối hợp với Tổng cục Môi trường kiểm tra cái hoạt động của 2 cái nhà máy xử lý chất thải nguy hại. Rồi Sở Tài nguyên Môi trường cũng thường là thường trực của cái tổ liên ngành theo quyết định 2752, chúng tôi cũng thường xuyên kiểm tra giám sát. Rồi công an tỉnh cũng tổ chức 11 lượt trinh sát, phát hiện 2 vụ, 2 đối tượng vi phạm các quy định về chất thải nguy hại. Và Ủy ban Nhân dân thị xã Phú Mỹ thì cũng thường xuyên kiểm tra, yêu cầu các cái nhà máy thực hiện nghiêm túc cái quy định về bảo vệ môi trường, nhất là trong cái khu vực liên quan đến cái công ty Đại Nam. Tuy nhiên có thể nói rằng trong thời gian qua thì với cái sự tập trung rất nhiều cái nhà máy, các cái đơn vị xử lý chất thải nguy hại, chất thải thông thường, và đặc biệt là chỗ công ty Capet, thì hiện nay hầu như toàn bộ rác sinh hoạt của toàn tỉnh là dồn về đây, ở Xuyên Mộc cũng trở về đây, và cũng có những cái thời gian vài ngày là công ty này quá tải, không có tiếp nhận kịp, và ngay cả các cái xe chở rác ở Xuyên Mộc cũng vẫn có lộ trình phải chờ, vân vân. Thì hiện nay chúng ta đang làm cái khu xử lý rác ở cái Lăng Dài,
ở đất đỏ do cái công ty Green HC làm chủ đầu tư, thì hiện nay tiến độ cũng đang thực hiện chưa xong, nên là như vậy thì làm cho cái tình hình hiện nay chúng ta cũng chưa được là tương đối là triệt để về công tác bảo vệ môi trường. Còn các cái nhiệm vụ về quan trắc môi trường nền cũng như là thực hiện yêu cầu các cái nhà, các cái đơn vị trong doanh nghiệp trong đó thì chúng tôi cũng đã thực hiện rất là quyết liệt. Thì trong thời gian tới thì chúng tôi sẽ tiếp tục là đề nghị Tổng cục Môi trường hỗ trợ kiểm tra đánh giá toàn diện về công tác quy hoạch, quản lý, công nghệ xử lý chất thải và các công trình bảo vệ môi trường của các cái nhà máy để có cái phương án xử lý cho đồng bộ. Tiếp nữa là sẽ triển khai cái việc đó là đề xuất rồi triển khai cái việc là xây dựng cái nhà máy xử lý, cái trước mắt là nhà máy xử lý nước thải tập trung để mà góp phần là quản lý được cái vấn đề cái nước thải, rồi là đôn đốc các cái nhà máy đầu tư cái hệ thống quan trắc tự động về nước thải, về khí thải và truyền dữ liệu về trung tâm tiếp nhận của tỉnh. Cái này là cũng theo cái chỉ đạo của kết luận tại cái hội nghị lần thứ 24 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 6. Rồi chúng tôi cũng sẽ phối hợp đôn đốc hỗ trợ là cho cái công ty Quý Tiến tiếp tục là thực hiện cái nhiệm vụ là tiếp nhận xử lý cái chất thải nguy hại cũng như là cái trạm xử lý nước thải. Rồi phối hợp với là Ủy ban dân huyện Đất Đỏ để tiếp tục đôn đốc cái chủ đầu tư cái công ty Green HC để mà hoàn thành cái khu xử lý chất thải ở Đất Đỏ. Và cũng tiếp tục phối hợp với công an tỉnh để tiếp tục là giám sát, theo dõi và xử lý các cái vi phạm của các đơn vị này. Xin báo cáo về cái khu 100 hectare của Tóc Tiên. Tiếp theo xin báo cáo về cái vấn đề khí thải của các nhà máy thép ở trong trên Phú Mỹ. Thì hiện nay xin báo cáo là trong cái khu công nghiệp Phú Mỹ 1 và Phú Mỹ 2 thì có 14 cơ sở sản xuất thép có phát sinh khí thải, và trong đó có 6 cái nhà máy luyện thép và 8 cái nhà máy cán thép các loại. Thì hiện nay thì các nhà máy đã đầu tư hệ thống xử lý nước thải, khí thải theo quy định. Thì nước thải sau khi xử lý tiếp tục thu gom, đấu nối vào hệ thống xử lý tập trung của khu công nghiệp trước khi thải ra môi trường. 6 cái nhà máy thép thì cũng đã đầu tư hệ thống quan trắc tự động về khí thải truyền về trung tâm quản lý của tỉnh rồi. Cái nguyên nhân mà phát sinh cái ảnh hưởng đến cái khu vực dân cư xung quanh thì nó có các cái nguyên nhân chính. Thứ nhất là các nhà máy luyện thép, cán thép phát sinh khí thải công nghiệp lớn, hoạt động đã lâu, nên cái phần lớn cái thiết bị rồi quy trình sản xuất, quy trình công nghệ là xuống cấp, việc duy tu bảo dưỡng vệ sinh công nghiệp là chưa thường xuyên, chưa đảm bảo. Hai là cái quá do cái tập trung quá nhiều cái nhà máy luyện thép, cán thép vào trong một cái khu vực, nên cái việc xả thải của các nhà máy này cùng một lúc và nhất vào ban đêm theo cái chủ quan của các doanh nghiệp cũng tạo ra cái ô nhiễm cho cái môi trường. Vấn đề thứ ba là các cái khu công nghiệp Phú Mỹ 1 này thì nằm sát khu dân cư, là chưa có cái khu vực quy hoạch cây xanh, công viên cách ly. Thì theo cái quy hoạch chi tiết của cái khu này á, khu công nghiệp Phú Mỹ 1 được phê duyệt tại cái quyết định 89 ngày 22 tháng 1 năm 99 của Bộ Xây dựng, thì cái này là nó nằm trong cái hành lang công viên cây xanh và cách ly. Thì hiện nay chúng ta chưa có di dời, chưa xử lý được các hộ dân ở trong khu vực này. Và trước đây chúng ta quyết định đầu tư các cái nhà máy trong khu vực này, cho nên là nó xảy ra cái tình trạng này. Các cái nhiệm vụ chúng tôi cũng đã thực hiện cũng là rất là tích cực, như là yêu cầu các 6 nhà máy thép đến nay cũng đã đấu nối về cái hệ thống quan trắc tự động về cho cái trung tâm của tỉnh, rồi đã xây dựng quy chế quản lý vận hành cái hệ thống quan trắc tự động, hiện nay đang đăng trên cổng thông tin điện tử để mà ban hành. Cái này dùng để xử lý các cái vi phạm của các cái nhà máy, các cái đơn vị có cái vi phạm. Và Ủy ban tỉnh cũng đã ban hành cái quy chế phối hợp về công tác quản lý môi trường trong các khu công nghiệp. Rồi chúng tôi vừa rồi cũng đã tiếp kịp thời xử lý cái vấn đề mà gây ô nhiễm của cái nhà máy luyện thép Bomina 3, rồi Tôn Hoa Xe, và qua đó thì yêu cầu các cái đơn vị này thực hiện nhiều cái biện pháp để mà khắc phục, và yêu cầu họ cam kết là không có tiếp tục, và nếu có là sẽ chấm dứt hoạt động. Đối với Ủy ban nhân thị xã Phú Mỹ thì cũng đã thành lập cái tổ giám sát cộng đồng để mà thường xuyên phối hợp với Sở Tài nguyên Môi trường và các đơn vị để giám sát theo dõi cái hoạt động của các cái nhà máy thép này. Về cái giải pháp thì trước mắt thì Sở Tài nguyên Môi trường cũng sẽ tiếp tục nghiên cứu rồi đề xuất đầu tư cái phương tiện thiết bị quan trắc phân tích môi trường lưu động trong năm 2019 để
để mà tiếp tục tăng cường cái nhiệm vụ quản lý, giám sát, rồi yêu cầu các nhà máy cán thép có phát sinh khí thải công nghiệp lưu lượng lớn phải tiếp tục là hoàn thiện hệ thống quan trắc tự động để mà truyền về trung tâm của tỉnh, rồi triển khai cái quy chế quản lý vận hành hệ thống quan trắc tự động để mà quản lý các cái vi phạm về đầu tư, về vận hành, về số liệu, rồi tiếp tục phối hợp với thị xã Phú Mỹ cũng như công an tỉnh để mà giám sát vấn đề ô nhiễm này. Về giải pháp lâu dài thì chúng tôi cũng kiến nghị là theo cái quyết định 89 ngày 22 tháng 1 năm 99 của Bộ Xây dựng thì khu vực phía Bắc khu công nghiệp Phú Mỹ 1 được quy hoạch là đất cây xanh công viên cách ly có diện tích 121,63 hectare. Thì từ khi được quy hoạch, từ khi mà quy hoạch được duyệt thì phần lớn các hộ dân của chúng ta nằm trong cái vùng quy hoạch chưa được di dời để làm công viên cây xanh cách ly giữa khu công nghiệp Phú Mỹ 1 và khu dân cư. Thì do đó chúng tôi đề nghị, chúng tôi sẽ kiến nghị Ủy ban tỉnh là giao Sở Xây dựng phối hợp với thị xã Phú Mỹ rà soát lại để có cái giải pháp xử lý cho nó phù hợp trong cái thời gian tới. Tiếp theo xin báo cáo về liên quan đến cái vấn đề ô nhiễm môi trường trong do cái hoạt động chăn nuôi. Thì nhất là cái khu vực nông thôn thì cũng xin có ý kiến, thì báo cáo với chủ tọa và các quý vị đại biểu thì vấn đề cái đó nói ngắn thôi. Vâng. Vấn đề này thì trong rất nhiều cuộc họp, họp thường vụ, họp ban chấp hành và họp hội đồng nhân dân các kỳ trước tôi cũng đã có trình bày. Thì đối với là các cơ sở thuộc cấp tỉnh là chúng tôi cũng cố gắng, và hiện nay thì cũng xin báo cáo là trong năm 2019 thì đến quý 1 này thì Sở Tài nguyên Môi trường cam kết là các cái đơn vị mà chưa được cấp phép xả thải là phải hoàn thành thủ tục, nếu không là sẽ dừng hoạt động, và các cái thủ tục khác về bảo vệ môi trường sẽ cơ bản hoàn chỉnh. Riêng đối với khoảng 1.151 cái cơ sở thuộc 7 huyện, thị xã, thành phố thì chúng tôi đề nghị các đồng chí lãnh đạo địa phương, các đồng chí phải hết sức là quan tâm mà có trách nhiệm. Và việc này tỉnh ủy cũng đã có cái chỉ thị số 27, rồi ủy ban tỉnh đã ra cái kế hoạch 64 và các cái chỉ thị khác trong cái thời gian qua. Chúng tôi tha thiết đề nghị các đồng chí lãnh đạo địa phương, các đồng chí quan tâm để mà giải quyết cái việc ô nhiễm, nhất là ở khu vực nông thôn. Thì Sở Tài nguyên Môi trường trong thời gian qua cũng đã là phối hợp thường xuyên làm việc, chủ động làm việc với các đồng chí, nhất là cái ô nhiễm liên quan có nguy cơ ảnh hưởng đến các hồ chứa nước sinh hoạt đá đen sông Rây và các khu vực của cộng đồng dân cư. Cho nên chúng tôi cũng mong muốn rằng là được chủ tọa và các đồng chí đại biểu chia sẻ với những cái sự cố gắng của Sở Tài nguyên Môi trường, của lãnh đạo Ủy ban tỉnh đã quyết liệt vấn đề này, và cũng mong muốn các đồng chí lãnh đạo địa phương tiếp tục giải quyết vấn đề này để mà góp phần giải quyết cái ô nhiễm trong cái khu vực nông thôn. Chỗ anh nói thêm cái chỗ trường mầm non Cỏ Mây. Xin báo cáo là cái đối với chỗ cái trường mầm non Cỏ Mây thì có cái vấn đề là trong cái đoàn trước đây á, là trong cái khi mà giám sát á, thì cái có cái đoàn của chúng ta đó, đoàn của xin lỗi, xin phép xem lại tài liệu chút. Xin báo cáo tiếp ạ. Tức là hiện trạng về cái vấn đề trường mầm non Cỏ Mây của chúng ta thì hiện nay ở đây khu vực này có 3 cái nhà máy chế biến hải sản nằm sát cái trường mầm non Cỏ Mây tồn tại từ những năm 90. Đó là cái xí nghiệp chế biến hải sản Coimet, xí nghiệp Phước Cơ, công ty cổ phần thương mại Bà Rịa Vũng Tàu. Thì trường mầm non Cỏ Mây thì được xây dựng và đưa vào hoạt động từ tháng 8 năm 2015. Về nhận định của cử tri thì vấn đề này là đúng, và chúng tôi thấy có cái thông báo số 93 của cái Ban Văn hóa Xã hội Hội đồng Dân tỉnh đi khảo sát, và ý kiến của Ban Văn hóa Xã hội của chúng ta cũng nêu ra là công tác tham mưu đề xuất chủ trương lựa chọn vị trí xây dựng trường chưa tốt, xung quanh đã có nhiều cơ sở sản xuất vân vân. Khi xây dựng trường chưa tiến hành khảo sát, nghiên cứu đánh giá các tác động về môi trường và tác động xã hội để đề ra phương án xử lý ô nhiễm môi trường các cơ sở chế biến gây ra và tác động khác liên quan đến trường, vị trí xây dựng trường không phù hợp theo thiết kế trường, vân vân.
Thì đây là cái đánh giá của cái đoàn khảo sát, rồi hoạt động của trường có nguy cơ bị ảnh hưởng bởi các cơ sở, rồi công tác điều tra khảo sát dự báo nhu cầu học sinh chưa sát với thực tế dẫn đến việc tuyển sinh của trường thiếu hụt học sinh, vân vân. Đây là cái ý kiến tại cái thông báo 93 của Ban Văn hóa Xã hội. Thì hiện nay thì chúng tôi thì với tư cách là cơ quan tham mưu ban tỉnh về cái bảo vệ môi trường, thì chúng tôi cũng thực hiện các cái nhiệm vụ chuyên môn để mà hạn chế, giảm thiểu cái vấn đề ô nhiễm về vấn đề. Chứ còn hiện nay thì có thể nói rằng cái việc xem xét là trường phải rời đi hoặc là các hộ dân phải rời đi thì chúng tôi xin phép không có đủ thẩm quyền mà không dám có ý kiến. Thì trong năm 2018 thì chúng tôi cũng đã yêu cầu các cái đơn vị này đầu tư hệ thống xử lý nước thải hoàn chỉnh, rồi đầu tư hệ thống thiết bị thu khí phát sinh mùi hôi, rồi đầu tư hệ thống phun sương tự động đối với chế phẩm vi sinh, rồi dùng nắp đậy để che các bể phát mùi hôi, trồng cây xanh che chắn các đoạn mương, vân vân. Tuy nhiên vấn đề này cũng chỉ là những cái giải pháp mang tính tình thế mà cũng không thể có cái giải pháp căn cơ được. Thì trong thời gian tới thì các nhiệm vụ của chúng tôi đưa ra là cũng sẽ trên cơ sở cái đoàn liên ngành 2752 là chúng tôi cũng thường xuyên giám sát kiểm tra cái vi phạm của ba cái cơ sở này và xử lý theo quy định, và đồng thời cũng phối hợp với Ủy ban thành phố Vũng Tàu, công an tỉnh để mà thường xuyên là có cái chấn chỉnh đối với những cái vi phạm một cách kịp thời để cho các cái đơn vị này tuân thủ quy định pháp luật về bảo vệ môi trường. Cảm ơn đồng chí giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường. Đồng chí giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường có nói một số vấn đề liên quan tới cái bãi rác Tóc Tiên, tới khí thải, tới cái trường mầm non Cò Mai. Bây giờ chúng ta sẽ thấy một điều như thế này nè. Hiện nay 100% rác thải sinh hoạt của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu là chôn lấp. Và nếu chúng ta đặt ra một câu hỏi như thế này, chúng ta còn chôn lấp đến bao giờ nữa? Đến năm 2025 hay còn lâu hơn nữa? Chúng ta biết một điều, chôn lấp lấp rác thải, cho dù có chôn lấp hợp vệ sinh chăng nữa thì cũng gây ô nhiễm môi trường. Thứ nhất, đó là cái ô nhiễm về mùi, ô nhiễm về nguồn nước, và thậm chí chiếm rất là nhiều đất. Tuy nhiên bây giờ chúng ta thử nghĩ rằng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu chúng ta đến bao giờ mới có một nhà máy xử lý rác gọi là hiện đại để có thể đốt rác, sản xuất rác ra trở thành phân bón phục vụ cho nông nghiệp, thì vấn đề này thì chúng ta sẽ giải quyết vấn đề này như thế nào? Còn nếu mà chúng ta cứ chôn lấp rác như thế này thì đó không phải là một giải pháp cho tương lai. Thì cái này rất mong là Ủy ban nhân tỉnh, Sở Tài nguyên Môi trường và tất cả Sở Xây dựng các đồng chí suy nghĩ thêm cái này. Vấn đề thứ hai nữa đó là khí thải. Thực tế ra mà nói cái vấn đề này á, rất nhiều cơ quan truyền thông lên tiếng về vấn đề khí thải. Chúng ta thấy một điều như thế này. Chẳng lẽ bây giờ một nhà máy thép đó người ta xả khí thải, chúng ta quan trắc ngày hôm nay, chúng ta phạt người ta, tối ngày mai người ta xả nữa, chẳng lẽ trong cùng một tháng chúng ta có thể phạt người ta tới 30 lần? Không thể được. Vì vậy cho nên nếu chúng ta không có giải pháp căn cơ hơn việc cái cơ sở mà sử dụng tất cả các công nghệ lạc hậu rồi xả khí thải ra, thì toàn bộ tất cả hệ thống quan trắc chúng ta chỉ dừng lại một cái, đó là chúng ta chỉ phát hiện ra rồi, nhưng mà chúng ta chỉ xử lý được một lần. Cho nên tôi đề nghị Sở Tài nguyên Môi trường cần suy nghĩ giải pháp căn cơ hơn để chúng ta giảm bớt tất cả những cái lượng khí thải, đặc biệt ở đối với thị xã Phú Mỹ quá ô nhiễm. Vấn đề thứ ba, trường mầm non Cỏ Mai. Thực tế ra chúng ta đặt ra bài toán dời cái cơ sở đó đi hay dời trường mầm non đi là một bài toán khó. Nhưng vấn đề nếu giả chăng chúng ta đặt một vấn đề, thay vì chúng ta chế biến tất cả những loài hải sản nó gây ô nhiễm môi trường, chúng ta sẽ chuyển đổi cái ngành hàng sản xuất sao cho đảm bảo được môi trường hay không, thì cái vấn đề này thì đề nghị các đồng chí phải suy nghĩ và đề xuất với tất cả chủ doanh nghiệp. Còn không nữa, chắc chắn một điều, người dân họ không cần biết rằng chúng ta lựa chọn có đúng hay không. Người dân không cần biết rằng chúng ta xử lý tất cả các đơn vị như thế nào. Người ta chỉ biết rằng đó là tài sản của nhà nước, đó là môi trường con em họ học. Họ khi không đảm bảo tất cả những vấn đề về sức khỏe con em của họ, thì cái đó là cái mà chúng ta phải giải quyết. Đó là những nhà quản lý chúng ta phải giải quyết thôi, không còn cách nào khác hơn. Sau đây xin trân trọng kính mời đồng chí giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo sẽ trao đổi thêm một số vấn đề mà đại biểu đã đặt ra. Xin mời đồng chí.
Kính thưa chủ tọa kỳ họp, kính thưa các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, thưa tất cả các đại biểu tham dự. Về các ý kiến của đại biểu Nguyễn Bình Minh, cho phép chúng tôi xin được báo cáo thêm như thế này. Thứ nhất là cái việc thí điểm, quả thực chúng tôi cũng rất là sợ cái thí điểm, đặc biệt là thí điểm trên giáo dục. Và nhưng mà hiện nay thì trong các cái chương trình của Bộ Giáo dục thì cũng có nhiều nội dung thí điểm. Ngay như bây giờ chúng ta đang triển khai cái chương trình tiếng Anh thì chúng ta cũng phải sử dụng cái sách thí điểm của Bộ Giáo dục, chứ mình cũng không thể sử dụng cái sách khác đại trà được. Bởi vì hiện nay thì chúng ta cũng đang đi trước là cả nước về cái tiếng Anh. Cho nên sách mà phổ biến cho cả nước thì cũng chưa có, mà chúng ta cũng phải tạm sử dụng cái sách thí điểm về cái chương trình 10 năm để dạy từ lớp 3 cho đến là lớp 12. Cho nên ngay như vừa rồi một số tỉnh thì họ cũng triển khai thí điểm cái chương trình giáo dục công nghệ của giáo sư Hồ Ngọc Đại. Thì chúng ta cũng có bài học của VNN theo chỉ đạo của tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh. Thì chúng tôi cũng đã thống nhất trong toàn ngành không có đưa cái chương trình này vào nữa. Cho nên chúng ta không mắc sai lầm ở cái chương trình giáo dục công nghệ vừa rồi. Thì tóm lại là chúng tôi cũng nhất trí với ý kiến của đại biểu Nguyễn Bình Minh. Cái việc triển khai thí điểm đó là một cái chuyện mà chúng ta phải hết sức thận trọng. Ý thứ hai về cái đề án tiếng Anh ở Côn Đảo thì cũng xin báo cáo với các đại biểu tham dự kỳ họp. Sở Giáo dục cũng đã có ý kiến, có cái văn bản trả lời 2175 ngày 19 tháng 11 2018, các đại biểu cũng đã có tài liệu trong tay. Tóm lại là theo năm 2015, ngày 16 tháng 7 2015 thì Hội đồng Nhân dân tỉnh ban hành cái nghị quyết số 12 về cái triển khai đề án dạy và học tiếng Anh tại huyện Côn Đảo giai đoạn 2015-2018. Trong đó giao cho Ủy ban Nhân dân huyện Côn Đảo chủ trì phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài chính, các sở ngành liên quan tổ chức thực hiện đề án. Trong quá trình thực hiện thì phải nói Côn Đảo đã rất là trách nhiệm, có nhiều cái giải pháp thành lập ban tổ chức tuyên truyền vận động cho đến tổ chức các hoạt động để thực hiện cái nhiệm vụ của đề án. Ví dụ như là tổ chức các câu lạc bộ tiếng Anh, rồi tổ chức các cái ngoại khóa, ví dụ như là giao lưu với khách nước ngoài, mời khách nước ngoài vào giao tiếp với các cái lớp đang học tiếng Anh, hay là tổ chức ngày hội giao lưu tiếng Anh với chủ đề Welcome Day, rồi dạy miễn phí cho một số người dân ở một số tổ dân cư, khu dân cư, rồi tổ chức chiếu phim phụ đề song ngữ Việt Anh, rồi mở cái trang mạng Facebook tiếng Anh Côn Đảo, vân vân. Xin mời đồng chí giám đốc có nói còn lại. Dạ, bây giờ cái đề án nó hiệu quả hay không? Nếu không hiệu quả sao bỏ? Thế thôi. Thế thì đề án bước đầu cũng đã đạt được một số kết quả. Cụ thể như là người học cũng đã có được những cái kiến thức cơ bản, có được một số từ vững cơ bản, tự tin hơn trong cái giao tiếp với tiếng Anh, giao tiếp tiếng Anh với lại người nước ngoài ở một cái chỗ trình độ theo cơ bản. Và mục tiêu của đề án chúng ta cũng chỉ đặt ra ở mức vậy thôi. Thế nhưng mà đến cái giai đoạn nâng cao nữa thì thực sự người học cũng đuối và họ theo cũng không nổi. Đối với lực lượng là cán bộ công chức của huyện đấy thì cũng nhiều lý do, bởi vì họ cũng phải đi công tác ở đất liền, cho nên khi vào đất liền thì bỏ mất mấy ngày, quay trở về học lại theo không kịp, cho nên nó cũng hạn chế cái chuyện học. Thế thì đề án của ta là giai đoạn 15-18, đến nay đã hết năm 2018. Thế thì Ủy ban Nhân dân huyện Côn Đảo cũng đã thống nhất với Sở Giáo dục và cũng đã báo cáo Ủy ban tỉnh
Đồng chí Đặng Minh Thông, Phó Chủ tịch Ban Nhân tỉnh cũng đã tổ chức cái cuộc họp để lấy ý kiến, thì cũng đã thống nhất, sau đó cũng đã có văn bản chỉ đạo cho Sở Giáo dục và huyện Côn Đảo, thì cũng thống nhất là cái phương án tiếp tục triển khai, nhưng rồi Ủy ban huyện Côn Đảo cũng về tổ chức lại và cũng thấy là rất khó trong cái giai đoạn tiếp tục tiếp theo. Và vì vậy Ủy ban huyện Côn Đảo cũng có cái đề xuất là có hai phương án. Phương án thứ nhất là cho mở rộng đối tượng, tức là đưa học sinh phổ thông vào được thụ hưởng đề án. Mà năm 2015 khi xây dựng đề án thì Sở Giáo dục cùng với huyện Côn Đảo cũng đã thống nhất là xin được cho học sinh được thụ hưởng, nhưng các ban của Hội đồng Nhân dân, các sở ban ngành cũng thống nhất là không đưa cái đối tượng này vào. Và vì vậy trong đề án học sinh phổ thông không được thụ hưởng. Thế thì ý của huyện Côn Đảo cũng thống nhất với sở là cho cái đối tượng học sinh được thụ hưởng đề án để có thể sử dụng hết cái kinh phí của đề án. Thì hiện nay kinh phí cũng mới sử dụng khoảng hơn 1 tỷ. Và cái phương án thứ hai ấy, vừa rồi thì đồng chí Nguyễn Thành Long, Phó Chủ tịch Ban Nhân tỉnh cũng đã họp và cũng đã kết luận, đã chỉ đạo là giai đoạn của đề án coi như đã kết thúc 2018 rồi, cho nên giao trách nhiệm cho Sở Giáo dục phối hợp với Ủy ban huyện Côn Đảo tổng kết đề án và sau đó có báo cáo đề xuất tham mưu. Thì về cái Côn Đảo thì tôi xin có báo cáo khái quát như vậy. Cái ý thứ ba về cái trường mầm non Phú Mỹ, từng xin được báo cáo với chủ tòa kỳ họp và các đại biểu Hội đồng Nhân dân, các đại biểu tham dự. Chúng tôi lấy làm tiếc, bởi lẽ trường mầm non Phú Mỹ là một cái trường, trước đây là một trường rất là tốt, có phong trào dạy và học và các hoạt động là một điểm sáng của tỉnh. Thế nhưng do mất đoàn kết nội bộ, công tác quản lý cũng có nhiều bất cập, việc công khai dân chủ vân vân có nhiều cái sai sót, cho nên đã xảy ra sự việc. Thế thì sau khi nhận được đơn, theo cái phân cấp hiện nay, theo quy định của luật thanh tra, thì chúng tôi không được thụ lý xử lý cái này, mà trách nhiệm xử lý cái này mà trách nhiệm của Ủy ban Nhân dân thị xã Phú Mỹ. Thì chúng tôi cũng đã phối hợp với Ủy ban thị xã Phú Mỹ xử lý cái đơn thư này. Và đến nay thì chúng tôi được biết là Ủy ban thị xã Phú Mỹ cũng đã có kết luận thanh tra và cũng đã thành lập cái hội đồng kỷ luật để xử lý kỷ luật những người có vi phạm trong cái vụ này. Nhưng mà lại tiếp, hình như lại có cái đơn tiếp của đội ngũ giáo viên ở trường, cho nên hình như thị xã lại đang tiếp tục phải xem xét lại cái đơn. Thì cái này chắc là xin nhờ bên Ủy ban thị xã Phú Mỹ báo cáo thêm, chứ chúng tôi cũng mới chỉ có nắm được đến đây. Vâng, xin được báo cáo giải trình thêm như vậy. Xin trân trọng cảm ơn và xin hết ạ. Thực tế ở ngay tại cái phiên thảo luận này chúng ta không giải quyết cái trường mầm non Phú Mỹ. Nhưng mà ý của đại biểu Trần Bình Minh thì nói rất rõ ràng như thế này. Cái môi trường văn hóa trường học, cái vụ trường mầm non Phú Mỹ là có phải là giọt nước tràn ly hay không? Và còn cái trường nào nữa hay không? Mà chúng ta chưa phát hiện ra hay không? Thì cái đó là ý của đại biểu Bình Minh phát biểu. Tôi thì tôi có gần như rằng Sở Giáo dục Đào tạo có rất nhiều tất cả các dự án, các đề án, có thể là thí điểm, có thể là đang thực hiện. Tuy nhiên có một cái điều mà tôi nghĩ rằng trước đây tôi nói cụ thể, chẳng hạn như cái đề án dạy tiếng Anh Côn Đảo, đầu tiên Hội đồng Nhân dân không đồng ý. Đồng chí Nguyễn Thành Long, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cũng không đồng ý. Nhưng mà lúc đó đồng chí Giang và Ủy ban Nhân dân huyện Côn Đảo rất tha thiết để thực hiện điều này. Rất tha thiết. Tôi phải nói dùng một cái từ là đề nghị là phải thông qua, phải tạo điều kiện cho Côn Đảo. Tôi nghĩ rằng là cái điều đó là tốt thôi. Vì vậy cho nên là Hội đồng Nhân dân cũng được đồng chí Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo thuyết phục. Ban Văn hóa Sở Hội đồng Nhân dân cũng được đồng chí Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo thuyết phục. Thế nhưng mà khi chúng ta triển khai, làm sao chúng ta đưa học sinh phổ thông vào hưởng thụ đề án này được?
hoàn toàn hai đối tượng hoàn toàn khác nhau. Không phải là chúng ta đưa cái đối tượng học sinh phổ thông này vào hưởng thụ để mà hết kinh phí thì vô lý quá. Cho nên tôi nghĩ rằng cái này á, nếu chúng ta cảm thấy rằng chúng ta thực hiện một đề án nào đó, cho dù đó là thí điểm, nhưng chúng ta chuẩn bị tất cả những điều kiện mang tính khả thi cao nhất, đạt được ít nhất là 70-80% ta thực hiện. Còn nếu chúng ta chỉ thực hiện theo ý chí chủ quan, chúng ta chắc chắn thất bại. Và không riêng cái này thất bại đâu. Trước đó là dự án Vinan, rồi là coi như là thuê chuyên gia tiếng Anh, rồi là cái dạy tiếng Anh côn đảo. Đề nghị ở chỗ sở dục đào tạo rà soát là vấn đề này. Sau đây tôi xin trân trọng kính mời thanh tra tỉnh một cái ý kiến của cử tri. Cái này là ý kiến của cử tri hết sức là quan trọng, đó là vì sao công tác phòng chống tham nhũng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu của chúng ta không thể hiện được kết quả. Cái này mời thanh tra tỉnh có thể trao đổi thêm vấn đề này. Kính thưa chủ tọa kỳ họp, kính thưa quý vị đại biểu, về phía thanh tra tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu chúng tôi xin báo cáo cái kết quả công tác chống tham nhũng, cụ thể là đối với công tác phát hiện và xử lý vụ việc có dấu hiệu tham nhũng. Thì, cái nội dung này theo ý kiến của đại biểu Trần Phúc Trình, trưởng ban kinh tế ngân sách, thì chúng tôi xin giải trình như này. Là từ năm 2016 cho đến nay thì qua công tác thanh tra thì thanh tra tỉnh chúng tôi có phát hiện được 6 vụ việc có dấu hiệu tham nhũng. Thì thực hiện theo quy chế phối hợp giữa thanh tra tỉnh, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh và Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh, thì ba cơ quan này chúng tôi đã họp bàn và thống nhất là chuyển các vụ việc này sang cơ quan cảnh sát điều tra để tiếp tục điều tra làm rõ, làm rõ thì kết quả xử lý cho đến nay như sau. Thứ nhất là đối với cái vụ việc liên quan đến công ty cổ phần vốn Thái Thịnh và công ty trách nhiệm hạn xây dựng thương mại Kim Cương và cái khu đất do công an tỉnh Đồng Nai cũ đăng ký sử dụng, thì kết quả thì đến nay là ngày 17 tháng 10 năm 2016 thì cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh cũng đã có cái thông báo kết luận số 356 và cũng đã có cái quyết định số 12 là quyết định là không khởi tố vụ án do không đủ điều kiện, không đủ cơ sở pháp lý để khởi tố. Vụ thứ hai là vụ việc sai phạm theo kết luận thanh tra số 91 là về quyết định thanh tra của thanh tra tỉnh đối với Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh về thu chi tài chính và quản lý tài sản của Đài Truyền hình từ giai đoạn 2011 đến 2014. Thì vụ việc này có 4 nội dung. Thì kết quả thì cho đến nay cơ quan cảnh sát điều tra cũng đã có quyết định là không khởi tố vụ án do là không đủ cơ sở pháp lý để cấu thành tội phạm. Nội dung thứ ba là đối với kết luận thanh tra số 324 của thanh tra tỉnh chúng tôi đối với công ty cổ phần du lịch tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Thì vụ việc này thì hiện nay công an tỉnh đang điều tra và chưa có kết luận. Tuy nhiên thì cũng đã thu hồi được 950 triệu. Nội dung thứ tư là đối với kết luận thanh tra đối với Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố Vũng Tàu là kết luận thanh tra số 84 ngày 25 tháng 5 năm 2017 thì cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh cũng đã có quyết định là không khởi tố vụ án do cũng không đủ điều kiện, không đủ cơ sở pháp lý để cấu thành tội phạm. Nội dung tiếp theo là theo kết luận thanh tra số 103 của thanh tra tỉnh đối với khu du lịch nghỉ dưỡng sinh thái Viên Vên, trong đó thì có một nội dung là có về nội dung về thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng liên quan đến dự án, thì nội dung này thì cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh cũng đã có cái quyết định là không khởi tố vụ án do cũng không đủ cơ sở pháp lý, không đủ căn cứ để khởi tố.
Và nội dung cuối cùng là kết luận thanh tra số 210, thanh tra làm rõ khối lượng vật liệu cát đã sử dụng để san lấp mặt bằng khu công nghiệp Phú Mỹ 3, huyện Tân Thành. Thì nội dung này, kết luận này thì có hai nội dung, thì hiện nay công an tỉnh đã có quyết định là không khởi tố đối với một nội dung, và nội dung liên quan đến nguồn gốc cát san lấp tại dự án khu công nghiệp Phú Mỹ 3 thì hiện nay công an tỉnh đang tiến hành điều tra làm rõ tiếp tục. Riêng qua công tác giải quyết khiếu nại tố cáo thì thanh tra tỉnh chúng tôi có phát hiện một nội dung vụ việc liên quan đến trong quá trình xem xét đơn khiếu nại của ông Nguyễn Văn Tổng và 15 hộ dân. Thì đối với nội dung này chúng tôi đã chuyển về xét thấy là có nội dung về hành vi vi phạm lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, lạm dụng chức vụ quyền hạn để chiếm đoạt tài sản. Thì đối với nội dung này chúng tôi đã có văn bản chuyển cơ quan cảnh sát điều tra, và cơ quan cảnh sát điều tra cũng đã có quyết định là không khởi tố vụ án do cũng không có căn cứ để cấu thành tội phạm. Đó là qua công tác thanh tra và công tác giải quyết khiếu nại tố cáo là kết quả là như thế. Còn qua công tác điều tra xử lý tội phạm tham nhũng thì theo báo cáo của công an tỉnh thì trong năm 2017 thì công an tỉnh có tiếp nhận được 2 kiến nghị về khởi tố vụ án hình sự và 1 tin báo tội phạm. Thì năm 2018 công an tỉnh tiếp nhận là 5 kiến nghị khởi tố vụ án hình sự, 1 tin báo tố giác tội phạm. Thì kết quả thì trong đến nay thì công an tỉnh đã thực hiện kết thúc xác minh 3 kiến nghị khởi tố, 2 kiến nghị để tiếp tục xác minh. Và đối với công tác phát hiện điều tra xử lý vụ án tham nhũng thì trong năm 2017 thì công an tỉnh tiến hành điều tra 3 vụ việc với 7 bị can. Năm 2018 tổng số vụ việc là 3 vụ với 8 bị can. Về kết quả của xét xử các vụ án có lượng về tham nhũng thì đối với nội dung này thì có 3 vụ việc thì hiện nay cơ quan tòa án đã xử lý kết quả tới đến nay như sau. Thứ nhất là đối với vụ Bùi Sĩ Bằng thì có khởi tố nội dung vụ việc về lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ. Thì vụ việc này thì cho đến nay cơ quan cảnh sát điều tra đã đình chỉ vụ án và viện kiểm sát điều tra do vụ việc này được kết luận là khởi tố oan sai, thì viện kiểm sát nhân dân tỉnh cũng đã bồi thường cho ông Bùi Sĩ Bằng với số tiền là 446 triệu đồng. Nội dung thứ hai, vụ việc thứ hai là vụ ông Nguyễn Đức Trung thì khởi tố nội dung khởi tố cái tội là lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Thì vụ việc này tòa án nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã xét xử và xét xử là 3 năm 6 tháng. Tuy nhiên thì ông Trung ông đã kháng án và tòa án nhân dân tối cao thì cũng đã xét xử phúc thẩm. Sau đó thì giảm án xuống còn 2 năm 6 tháng. Thì hiện nay ông Trung đang thi hành án. Đối với một nội dung thứ ba, vụ cuối cùng là vụ ông Nguyễn Thế Tiến nằm trong vụ ông Nguyễn Văn Đông ở thành phố Vũng Tàu. Thì vụ này thì cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố với nội dung là cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Tuy nhiên cái nội dung này thì vừa rồi thì đoàn công tác số 5 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng cho rằng là cơ quan tố tụng đã xử lý chưa đúng bản chất vụ án, chuyển về cho các cơ quan tố tụng của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Thì hiện nay các cơ quan tố tụng của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu chúng ta đang tiếp tục xem xét rà soát lại đối với vụ việc này. Đồng chí đại diện lãnh đạo ngành thanh tra. Thực tế ra ý của đại biểu Trần Phúc Chỉnh trao đổi ở đây là ý của cử tri. Tại sao trong báo cáo tiếp xúc cử tri xin phép mời đại biểu ngồi xuống. Cái kết quả phòng chống tham nhũng chúng ta không thể hiện trong báo cáo kết quả cử tri. Vì vậy cho nên là rất mong là trong tất cả những lần tiếp xúc cử tri sau thì đề nghị chúng ta thể hiện rõ ràng hơn cái kết quả xử lý cái công tác phòng chống tham nhũng của chúng ta trong thời gian qua để cử tri yên tâm tin tưởng hơn vào cái bộ máy công quyền chúng ta.
chủ yếu là như vậy thôi. Còn tất cả những vụ việc mà xử lý thì đó là thuộc về cơ quan tư pháp, thì những cái vấn đề đó thì chúng ta không đi sâu để mà làm rõ điều này. Chúng ta sau đây xin mời đại diện Sở Tư pháp nói về cái hiệu quả công tác tuyên truyền pháp luật. Xin mời đại diện Sở Tư pháp. Kính thưa chủ tọa kỳ họp, thưa quý đại biểu hội đồng dân, công tác phổ biến giáo dục pháp luật trong năm 2018 thì báo cáo với quý đại biểu là về việc triển khai thực hiện kế hoạch công tác phổ biến giáo dục của năm 2018 thì đối với cấp tỉnh thì Sở Tư pháp đã tổ chức triển khai 30 hội nghị để tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật đối với các bộ luật luật của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các nghị định của Chính phủ, và đã phối hợp với các đơn vị địa phương và thực hiện được 31 hội nghị ở các địa bàn. Thì báo cáo với quý đại biểu là ngoài ra thì trong cái công tác phổ biến giáo dục pháp luật đối với một số cái địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật thì chúng tôi đã tổ chức in ấn 5 loại tờ gấp về các quy định của pháp luật với số lượng là 18.500 tờ để chuyển đến cho các địa bàn có vi phạm về pháp luật để phát đến tất cả cái nhân dân ở các địa bàn này. Về ý kiến của cử tri cho rằng là cái công tác là thực hiện tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật nhiều nhưng mà cái hiệu quả của nó là chưa cao, thì cũng thưa với quý đại biểu là cái công tác phổ biến giáo dục pháp luật thì không phải nó tính bằng thời gian được mà phải có cái sự duy trì lâu dài, bởi vì muốn thay đổi nhận thức và cái ý thức chấp hành của người dân thì chúng ta phải làm thường xuyên liên tục. Vì chúng tôi cũng đã rất cố gắng trong cái việc thay đổi nội dung hình thức để làm thế nào các cái quy định của pháp luật đến được với người dân. Thì báo cáo với quý đại biểu là chúng tôi cũng đã phối hợp rất là nhiều đối với các sở ban ngành, đối với các cái địa phương, đặc biệt là đối với các xã để có thể đưa các cái quy định của pháp luật vào cuộc sống để nhân dân chúng ta hiểu và có ý thức để chấp hành pháp luật. Thì báo cáo với quý đại biểu là trong năm 2019 thì chúng tôi sẽ cố gắng tập hợp cái lực lượng của các cái người là tuyên truyền viên pháp luật ở cấp xã để thực hiện đi sâu vào cái công tác tuyên truyền đối với các cái tổ dân cư, và có thể chúng tôi sẽ kết hợp vào các cái buổi sinh hoạt tổ dân cư để bồi dưỡng nghiệp vụ cho các cái lực lượng tuyên truyền pháp luật này để đến các cái địa bàn tổ dân cư trong các cái buổi sinh hoạt. Thì báo cáo quý đại biểu là đối với người dân thì họ tập trung vào cái kinh tế, nên là chúng ta tổ chức các cái hội nghị trong giờ hành chính thì người dân cũng ít tham gia. Và chúng tôi năm 2019 chúng tôi cố gắng là sẽ đưa vào các cái chương trình của các cái cuộc họp của tổ dân cư để các thậm chí làm công tác ở các cái địa bàn của xã, phường, thị trấn sẽ trực tiếp đến để phổ biến pháp luật cho các cái tổ dân cư trong các cái buổi họp của tổ để cho cái việc mà triển khai đưa cái quy định của pháp luật đến với người dân được đầy đủ và nó trọn vẹn hơn. Rồi qua đó thì tôi cũng rất thiết tha đề nghị ở cấp ủy đảng, chính quyền các cấp và đặc biệt là Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, mong các đồng chí cùng phối hợp để chúng ta vận động đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân chúng ta triển khai sâu rộng các cái quy định của pháp luật để nhằm làm thế nào cho người dân nhận thức và hiểu biết và có ý thức chấp hành pháp luật tốt hơn. Xin báo cáo hết. Xin cảm ơn đồng chí giám đốc Sở Tư pháp. Vẫn biết rằng công tác tuyên truyền pháp luật để thay đổi nhận thức thì dẫn đến sự thay đổi hành vi. Vấn đề này thì không phải một sớm một chiều mà cũng phải thấm nhuần và hiểu và sau đó sẽ thực hiện theo tất cả những quy định pháp luật. Tuy nhiên tôi đề nghị đồng chí giám đốc Sở Tư pháp để suy nghĩ những cái giải pháp tuyên truyền pháp luật hiệu quả nhất
làm thế nào đó để cho người được tuyên truyền cũng giống như người đi tuyên truyền thì có thể đạt được cái hiệu quả cao đối với tất cả những cái văn bản quy phạm pháp luật mà chúng ta triển khai, cũng như là tất cả những hành vi mà vi phạm pháp luật cần phải coi như tránh nó đi hoặc là cần phải bỏ. Thì cái đó là những cái vấn đề tôi đề nghị đồng chí giám đốc Sở Tư pháp sẽ nghiên cứu thêm. Bây giờ tôi xin phép được mời một đại biểu, một đồng chí lãnh đạo sở nữa nói về an toàn vệ sinh thực phẩm. Công tác vệ sinh an toàn thực phẩm thì có liên quan tới ba sở: Sở Y tế, Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn và Sở Công Thương. Hồi sáng giờ Sở Y tế phát biểu rồi, Sở Nông nghiệp phát biểu rồi, thì bây giờ xin mời đồng chí giám đốc Sở Công Thương sẽ nói về việc kiểm soát an toàn vệ sinh thực phẩm ở các chợ nhỏ. Xin mời đồng chí giám đốc Sở Công Thương. Kính thưa chủ tọa kỳ họp, kính thưa các đại biểu và kính thưa khách mời tham gia của hội nghị, thì báo cáo với các đồng chí là cái tất cả các cái thông tin mà đại biểu Hòa có nêu này là thuộc lĩnh vực của Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn. Dạ. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là về cái kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm ở các chợ mà chợ thuộc diện chợ nhỏ, thì báo cáo với các đồng chí là hiện nay chúng tôi đang đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh mà cũng được Ủy ban nhân dân tỉnh đồng ý, đó là xây dựng các trạm kiểm nghiệm ở tại các chợ. Thì báo với các đồng chí là năm 2017 thì chúng tôi xây dựng hai trạm kiểm nghiệm ở chợ Bà Rịa và chợ Bến, ở chợ Rạch Dừa của thành phố Vũng Tàu. Năm 2018 thì chúng tôi xây dựng hai chợ ở chợ ở Châu Đức, Ngãi Giao Châu Đức, với lại một chợ của chợ Long Điền của Long Điền. Và năm 2019 thì Ủy ban nhân dân tỉnh cũng đã đồng ý xây dựng ba chợ ở ngay chợ Xuyên Mộc, chợ Đất Đỏ và chợ Bến Đình của thành phố Vũng Tàu. Thì báo cáo với các đồng chí và năm 2020 chúng tôi sẽ xây dựng tất cả các chợ hạng 2 ở trên địa bàn có trạm kiểm nghiệm. Tuy nhiên ở đây có một cái vấn đề là khó khăn ở chỗ là tất cả các chợ mà thuộc diện chợ nhỏ thì ban quản lý chợ không có, mà chỉ là tổ quản lý chợ. Thì hầu hết các tổ quản lý chợ mà người quản lý chợ thì lại cái trình độ họ không có được chuẩn lắm, và người ta không có cái bằng là được phép lấy mẫu để kiểm nghiệm. Cho nên là chúng tôi khó khăn ở cái chỗ đó. Thì hiện nay chúng tôi đang xây dựng một cái phương án, đó là tập huấn và để cho người ta có cái một cái kiến thức cơ bản để lấy mẫu, thì lúc đó chúng ta mới xây dựng được cái trạm kiểm nghiệm. Thì báo cáo với các đồng chí là như vậy. Cái thứ hai nữa là chúng tôi cũng xin nói thêm một cái là cái ý kiến của đại biểu nói là cái chỗ mà đào tạo các doanh nghiệp ở trên địa bàn á, thì báo cáo với các đồng chí là các sở ban ngành cũng đã có triển khai. Riêng sở công thương của chúng tôi thì năm 2017 là được tài trợ của JICA của Nhật Bản, cũng đã hỗ trợ cho các doanh nghiệp, thậm chí còn đưa các doanh nghiệp sang Nhật để đào tạo. Thì báo cáo với các đồng chí là hiện nay là đã được hai doanh nghiệp, là coi như là sau cái chương trình đó hai doanh nghiệp được chứng nhận sản phẩm là theo tiêu chuẩn của quốc tế. Thì báo với các đồng chí là như vậy. Xin hết ạ. Cái này đúng ra ngưng rồi, nhưng mà tại vì đồng chí Dung nhắc, cho nên nhắc là thôi xin mời đồng chí giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư nói thêm về cái chương trình 1.000 doanh nhân, đào tạo 1.000 doanh nhân, xin mời. Kính thưa chủ tọa kỳ họp, kính thưa đại biểu Thắng, thì Sở Kế hoạch Đầu tư xin được báo cáo cái chương trình đào tạo bồi dưỡng 1.000 doanh nhân của tỉnh. Thì cũng xin báo cáo là cái chương trình đào tạo 1.000 doanh nhân của tỉnh trong giai đoạn 2016-20 cũng được Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành tại cái quyết định số 413 năm 2017. Thì theo đó, cái chương trình này á, thì chúng ta sẽ đào tạo là 42 lớp, đào tạo bồi dưỡng là 42 lớp với khoảng là 1.380 lượt các cái học viên tham gia, và kinh phí sẽ do ngân sách hỗ trợ là 7,6 tỷ đồng và của các cái doanh nghiệp là 50%. Thì theo cái kế hoạch đó, thì trong năm 2017 sẽ tổ chức 6 lớp, 2018 là tổ chức 7 lớp, 2019 là tổ chức 15 lớp, và năm 2020 sẽ tổ chức là 14 lớp. Thì theo cái kết quả thực hiện cho đến nay, thì cái kế hoạch đào tạo bồi dưỡng doanh nhân á, trong năm 2017-18 á, thì tỉnh đã tổ chức được là 13 cái lớp đào tạo và bồi dưỡng cho khoảng là
600 doanh nhân trong tỉnh. Thì trong đó, đó tỉnh đoàn là tổ chức 3 lớp về khởi nghiệp, Sở Kế hoạch Đầu tư tổ chức 4 lớp về quản trị doanh nghiệp, và Liên minh Hợp tác xã tỉnh 2 lớp về quản trị hợp tác xã, Sở Công Thương là 1 lớp về quản trị doanh nghiệp chuyên sâu về công nghiệp hỗ trợ, Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn là 1 lớp quản trị doanh nghiệp chuyên sâu về ứng dụng mô hình là nông sản chế biến công nghệ cao, Sở Giao thông Vận tải là 1 lớp về quản trị doanh nghiệp chuyên sâu trong cái lĩnh vực là logistics, và Sở Du lịch là 1 lớp về quản trị trong cái lĩnh vực du lịch với kinh phí là khoảng là 1 tỷ 296 triệu đồng. Thì qua cái tổ chức á, thì chúng tôi thấy được là đánh giá là các cái học viên hầu hết là rất hài lòng về các cái nội dung, tại vì các cái sở ngành tổ chức thì cũng mời các cái giảng viên phối hợp với các cái trung tâm có uy tín, các giảng viên có chất lượng để mà thông báo các cái đào tạo cho cái đội ngũ doanh nhân. Thì vấn đề khó khăn về mặt kinh phí thì hiện nay vẫn hỗ trợ 50-50. Thì hiện nay chúng tôi cũng thấy là có cái khó khăn về 50 cái kinh phí này theo quy định. Thì trong năm 2019 thì tiếp tục là thực hiện là 15 lớp cho 510 học viên. Thì trong đó thì tỉnh đoàn sẽ tổ chức 2 lớp, Sở Hoạch 2 lớp, và Liên minh Hợp tác xã 1 lớp, Sở Công Thương 1 lớp, và Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn 1 lớp, và Sở Khoa học Công nghệ sẽ là 8 lớp. Thì xin báo cáo về tiến độ hiện nay thì chúng ta cũng thực hiện theo cái kế hoạch đề ra. Riêng về cái ý kiến của chỗ đại biểu Thắng cho là các cái hiệp hội thì cũng xin được tham gia hôm nay, thì chúng tôi cũng xin báo cáo như thế này. Thì các cái hiệp hội á, không phải là cái đơn vị sử dụng là của ngân sách nhà nước, nên do đó chúng tôi không thể là phân giao cái kế hoạch và kinh phí ngân sách cho các cái hiệp hội. Và có chăng thì các cái hiệp hội có thể phối hợp với các cái sở ngành để cùng huy động và cùng góp ý cùng với là các sở ngành để tổ chức một cái chương trình đào tạo như thế nào cho nó phù hợp trong cái thời gian tới. Thì trên đây chúng tôi xin báo cáo cái tình hình cái chương trình đào tạo bồi dưỡng 1.000 doanh nhân của tỉnh xin hết. Kính thưa các quý vị đại biểu, hồi sáng giờ thì qua cái báo cáo tổng hợp ý kiến kiến nghị cử tri, qua báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận của tất cả các đại biểu tại tất cả các tổ, qua phát biểu của chính đại biểu Hội đồng nhân dân, thì chúng tôi có mời tất cả các sở như Sở Tư pháp, Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, Sở Giáo dục Đào tạo, Sở Kế hoạch Đầu tư, Sở Y tế, Thanh tra, Lao động Thương binh Xã hội, Văn hóa Thể thao, Tài nguyên Môi trường, Xây dựng cùng trao đổi với những cái vấn đề có liên quan. Và sau đây chúng ta sẽ nghỉ giải lao 15 phút. Sau buổi giải lao xong, xin trân trọng kính mời các đồng chí thường trực Ủy ban nhân dân cùng tham gia thảo luận những vấn đề mà các đồng chí sẽ tham gia. Xin mời các đồng chí.